Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng của kênh VTC9 0901812999 thì ban biên tập của kênh đã nhận được rất nhiều những phản ánh về tình trạng tuyến đường phố giao nhau giữa ngã tư Chùa Bộc với Tây Sơn, phế thải được cho vào bao tải chất đầy bên đường khiến nhếch nhác và mất mỹ quan đô thị. Theo đó, ngay sát cạnh đường đi của con phố trên, những bao tải được xếp chồng chất cao lên nhau, bủa vây cung đường trên. Được biết, đa số những bao tải là rác phế thải sinh hoạt, phế thải của các công trình xây dựng. Thực trạng trên diễn ra đã lâu nhưng không được dọn dẹp xử lý, khiến cho mùi hôi thối mỗi khi trời mưa nắng, đặc biệt là mất mỹ quan đô thị khu vực trên. Gửi phản ánh đến chương trình, người dân mong muốn cơ quan chức năng môi trường cần có phương án xử lý để đảm bảo đường phố xanh sạch đẹp, không ô nhiễm, đảm bảo sức khỏe người dân.